Con xin kính chào quý cha, quý sơ, quý phre và quý anh chị. Hôm nay là thứ năm ngày 16 tháng 3 năm 2023 và là thứ năm của tuần thứ ba mùa chay, Le jeudi de la troisième semaine de carême. Và bài tin mừng của ngày hôm nay trích từ Phúc âm theo Thánh Luca chương 11 câu 14 tới câu 23. Và trong bài Phúc âm này con xin chia sẻ một số các cái động từ. En ce temps-là, Jésus expulsait un démon qui rendait un homme muet. Bây giờ Đức Giêsu trừ một tên quỷ và nó là quỷ câm. Ở đây chúng ta thấy mà nếu mà dịch theo sát nghĩa từng chữ thì là lúc ấy Đức Chúa Giêsu trục xuất một con quỷ mà cái con quỷ này nó làm cho một người kia câm. Như vậy con quỷ nó nhập vào người kia thì ở trong bản văn tiếng Việt dịch là nó là quỷ câm. Ở trong bản văn tiếng Pháp thì là cái con quỷ mà Đức Giêsu trục xuất ra thì nó đã làm cho một người câm, tức là con quỷ với cái người đàn ông này là một, nó đã nhập vào người này. Và con xin chia sẻ động từ expulser và động từ rendre. Động từ expulser là trục xuất, tức là đuổi một ai ra khỏi nơi mà người đó đã ở. Ví dụ, đuổi một người, trục xuất một người thuê nhà. Người thuê nhà này mà không có trả tiền thì theo luật là có quyền, người chủ nhà có quyền trục xuất, expulser. Rồi nhà nước, expulser, nhà nước trục xuất những người nước ngoài mà đang cư ngụ bất hợp pháp trên lãnh thổ của mình. Và cái câu chuyện này diễn ra rất thường xuyên ở các nước châu Âu và các nước châu Mỹ, có những người họ nhập cư một cách bất hợp pháp, không có giấy tờ, không có đúng tiêu chuẩn đó, thì người ta sẽ trục xuất, người ta đưa vào một cái trại, người ta để trong đó, giữ trong đó rồi tìm chuyến bay trục xuất người đó đi. Và danh từ là inexpulsion. Ở đây Chúa trục xuất một con quỷ ra khỏi một người bị quỷ ám. Chúng ta dịch là bây giờ Đức Giêsu trừ một tên quỷ. Và con quỷ nó đã làm cho một cái người đàn ông kia bị câm. Động từ rendre, ý nghĩa đầu tiên là trả, trả lại. Rendre quelque chose à quelqu'un. Ví dụ chúng ta mượn một cuốn sách ở thư viện thì chúng ta phải trả lại. Chúng ta mượn người đàn hàng xóm một cái thang rồi dùng xong chúng ta phải mang, chúng ta trả lại. Rendre quelque chose à quelqu'un, trả vật gì lại cho ai? Của Caesar thì trả cho Caesar, của Thiên Chúa thì trả về Thiên Chúa. Matthew chương 22 câu 21. Rendre à Caesar ce qui est à Caesar. Et à Dieu ce qui est à Dieu. Lấy những cái gì mà của Caesar trả lại cho ông ta, tức là lấy cái gì ở cân cơ sô trả lại cho người đó, của Chúa thì trả về cho Thiên Chúa. Đó là ý nghĩa đầu tiên ở trong bài này, có ý nghĩa là làm cho, rendre quelqu'un hoặc là rendre quelque chose, đi với adjective tức là làm cho cái gì hay làm cho ai trở nên một, chúng ta cho một cái tính từ vào, tức là một tính chất. Ví dụ, giá xăng cộ bây giờ, giá xăng nó lên rất là cao, làm cho bác Tài rất là lo lắng. Tình trạng sức khỏe của chị ấy làm cho chị ấy rất là lo lắng. Làm cho, thì tiếng Pháp dùng là làm cho, con xin lỗi, tiếng Việt Nam, làm cho. Tiếng Anh thì cũng dùng động từ làm là to make. Nhưng mà tiếng Pháp người ta lại dùng động từ rendre. Rendre làm cho ai? Để chúng ta để ý là ý nghĩa thứ nhất mà chúng ta rất hay dùng là trả lại. Chẳng hạn như chúng ta đi chợ, đi mua bán một cái gì đó, rồi chúng ta đưa một cái tờ tiền quá cái số mà chúng ta phải trả, thì bà kia bà sẽ nói là tôi thối lại cho anh, cho chị, cho ông, cho bà một số. Je vous rends, tôi trả lại. Ở tiếng Việt Nam chúng ta gọi là tôi thối lại. Ví dụ mình mua một món đồ hết 40.000 đồng, nhưng mà mình đưa một tờ giấy 50.000 đồng, thì cái người bán hàng họ sẽ nói je vous rends, tôi trả lại, tôi thối lại cho quý khách 10.000 đồng. Nghĩa đầu tiên là như vậy, nhưng mà trong bài này nó có cái tính từ đi sau, rendre quelqu'un, rendre quelque chose, đi với adjective làm cho. Con quỷ này nó làm cho một người đàn ông kia bị câm. Lorsque le démon fut sorti, l'homme muet se mit à parler, et les foules furent dans l'admiration. Chúa đã trục xuất, Chúa đã trừ cái con quỷ đó. Và khi con quỷ nó ra khỏi cái người đàn ông này, thì cái người câm này bắt đầu nói được và đám đông rất là kinh ngạc, thán phục. Khi quỷ xuất rồi thì người câm nói được
đám đông lấy làm ngạc nhiên. Mais certains d'entre eux dirent, c'est par Benzé, Beelzebul, le chef des démons, qu'il expulse les démons. Ở đây con gạch dưới chữ xe và chữ cờ, xe kia xe cờ, đó là một cái cách nói để làm nổi bật ra những cái yếu tố gì mà nằm trong hai cái chữ này. Chúng ta thấy đây có chữ xe và đây có chữ cờ, thực chất đây là chữ cờ là xe cờ, thì những cái gì mà nằm ở trong giữa chữ xe và chữ cờ này là người ta muốn làm cho nổi bật lên. Và chúng ta sẽ dịch như sau: nhưng trong số đó có mấy người lại bảo ông ấy dựa thế quỷ vương Beelzebul mà trừ quỷ. Nếu con dịch theo tiếng Pháp thì con sẽ dịch như thế này, nhưng mà một số người trong họ nói rằng chính nhờ thủ lãnh của quỷ tức là Beelzebul mà ông ấy đã trừ được các cái con quỷ. Chính nhờ, bởi vì chúng ta thấy chữ xe cờ xe ki là người ta dùng để mà nhấn mạnh để làm nổi bật yếu tố nằm bên giữa, thì chúng ta phải dùng là chính. Ông ấy tức là Chúa đó, ông ấy đã trục xuất những con quỷ chính là nhờ quyền năng của ông Chúa quỷ tức là ông Beelzebul. D'autres pour le mettre à l'épreuve cherchaient à obtenir de lui un signe venant du ciel. Một số người thì nói như vậy, một số người khác thì muốn thử thách Chúa, mettre à l'épreuve, mettre quelqu'un à l'épreuve, muốn thử thách Chúa thì tìm cách, động từ chercher à faire quelque chose. Ở đây chúng ta để ý có dưới từ à thì không dịch là đi tìm nữa mà tìm cách có được từ người một cái dấu lạ từ trời. Kẻ khác thì lại muốn thử người, thử tức là thử thách đó, nên đã đòi người một dấu lạ từ trời. Jésus, connaissant leurs pensées, leur dit: Tout royaume divisé contre lui-même devient désert, ses maisons s'écroulent les unes sur les autres. Đức Giêsu biết tư tưởng của họ nên nói: Nước nào tự chia rẽ thì sẽ điêu tàn, nhà nọ đổ xuống nhà kia. Nước nào tự chia rẽ thì sẽ điêu tàn. Tout royaume divisé contre lui-même devient désert. Désert tức désert là, nếu là danh từ thì là sa mạc, là hoang mạc. Đức Giêsu bị được Thánh Thần dẫn vào trong hoang mạc để ăn chay. Thì ở đây chúng ta thấy là tính từ, tất cả những vương quốc nào mà tự chia rẽ bản thân mình, tự chia rẽ thì trở nên hoang tàn, tức ở trong sa mạc, hoang mạc thì chẳng có gì hết. Nhà của họ sẽ đổ sập cái này trên cái kia. Động từ secule ở trong bản văn tiếng Việt thì là nhà của nó, nhà nọ đổ xuống nhà kia. Động từ secule là sụp đổ. Sụp đổ được định nghĩa là tomber soudainement de toute sa masse. Một cái gì mà bằng cả cái khối lượng của mình và nó đổ cái ầm xuống, soudainement đổ sập xuống chứ không phải là từ từ đổ sập một cái, thì chúng ta gọi là secule. Con gửi cái hình này là hình ở trong cái trận động đất kinh hoàng tháng trước ở bên Thổ Nhĩ Kỳ và bên Syria đó. Thì các cái nhà cao tầng nó đổ sụp xuống, chúng ta thấy ở phía trước thì có tấm hình này không còn gì hết, tất cả các cái nhà đó đổ sập xuống hết rồi. Ở đây có cái máy xúc này, còn cái nhà này nó cũng nghiêng rồi, và nếu mà chỉ còn suýt một chút nữa thì nó cũng đổ sập xuống, tức là đổ bằng cả cái khối lượng của nó, tout samas, đổ cái ầm xuống, là sekule. Đó là ý nghĩa là chúng ta đổ xuống, chúng phải như là cái cây nó đổ, rồi một cái xe chúng ta dựng không có chắc nó đổ xuống. Sekule là cả một cái gì nó to lớn, nó bằng cả một khối lượng, nó đổ xuống và nó đổ một cách đột ngột, thì chúng ta gọi là sekule. Ở đây con đánh màu vàng cái động từ này do bởi đây là một động từ phản thân, và động từ này người ta gọi là động từ luôn luôn phản thân, bản thân nó là như vậy, nó không có động từ VT đi kèm. Để chúng ta biết là các động từ phản thân chẳng qua nó là từ động ngoại động từ mà đi ra. Ví dụ chúng ta lave, lave tức là rửa hay là giặt, bây giờ sơ lave là tắm, tức là lave mà thay vì làm cho đối tượng bên ngoài, bây giờ làm cho chính mình thì nó là động từ phản thân. Động từ phản thân sơ lave nó có lave đi cặp với nó, trong khi động từ secule những cái loại như thế này nó không có động từ VT đi, tức là chúng ta không hề thấy nó có cái động từ này, động từ ecule, không hề thấy cái động từ ecule mà nó luôn luôn là secule, và người ta gọi những cái động từ này là động từ luôn luôn phản thân. Và con xin ghi ra đó là cái loại đặc biệt le verbe
Essentiellement pronominal. Những động từ bản chất của nó là phản thân. Và nó có một cái danh sách mà khoảng 150 động từ như thế này. Nhà của nó sẽ sụp đổ, nhà này trên nhà kia. Si Satan lui aussi est divisé contre lui-même, comment son royaume tiendra-t-il? Nếu Satan cũng tự chia rẽ, chống lại chính mình, thì nước nó tồn tại sao được? Trong bản văn tiếng Việt dịch động từ tơ nia này là tồn tại. Động từ tơ nia, VT là cầm lấy, tức là nó có một cái đối tượng. Chúng ta cầm được cái gì? Chúng ta muốn đi rước, chúng ta phải lấy một cây nến, prong rồi, rồi chúng ta phải tơ nia ở trong tay, lấy cây nến cầm trong tay thì mới có nghĩa đi rước, phải có cây nến. Chúng ta bị đi trời mưa, chúng ta cầm lấy cây dù, prong rồi, lấy cây dù xong, chúng ta phải tơ nia ở trong tay thì mới che được mưa. Như vậy tơ nia là cầm lấy, nhưng ở đây tơ nia là vi. Vi có nghĩa là đứng vững. Đứng vững, ví dụ, je ne tiens plus debout, tôi không có thể nào đứng vững được nữa. Tức là một người này bị mỏi chân quá rồi, hoặc là bị cảm, bị như thế nào đó, không thể đứng được nữa. Thì nó là je ne tiens plus debout. Hoặc là chúng ta nói một cái câu này, bạn hãy thắt hai lần, thắt nơ, thắt nút, mình buộc cái dây, mình thắt một lần. Thì người này nói là bạn hãy thắt thêm một cái nút nữa đi, như vậy nó vững hơn. Ça tient quand même, faites un double nœud, ça tient quand même. Thút nút một lần thì đã là chắc rồi, nhưng mà người này cẩn thận hơn, thút nút hai lần, un double nœud, ça tient quand même. Như vậy ở trong bản văn này, nếu mà chúng ta dịch theo cái nghĩa đó, chúng ta có thể dịch là nếu mà nước của Satan là mà nó tự chia rẽ với nó, thì làm sao nước của nó đứng vững được? Vous dites en effet que c'est par Beelzebul que j'expulse les démons, mais si c'est par Beelzebul que moi je les expulse, vous dites-il par qui les expulse-t-il? Nếu tôi dựa thế Beelzebul mà trừ quỷ thì con cái các ông dựa thế ai mà trừ quỷ? Dès lors, ils seront eux-mêmes vos juges. Dès lors là ngay lúc ấy. Tức là chữ dès lors là làm xong cái này thì tới cái này này. Nếu mà tôi dựa vào thế của quỷ Beelzebul rồi tôi trừ quỷ thì con cái ở đây dịch là đồ đệ của các ông dựa ai mà trừ quỷ, và như vậy là họ chính là quan tòa của chính họ. Thì con cái các ông dựa thế ai mà trừ, bởi vậy chính họ sẽ xét xử các ông. En revanche, si c'est par le droit de Dieu que j'expulse les démons, ở đây chúng ta lại thấy chữ se này, ở đây với chữ cờ này, nếu chính nhờ cái ngón tay của Thiên Chúa mà tôi trục xuất các cái con quỷ ra, c'est donc que le règne de Dieu est venu jusqu'à vous, như vậy chính là triều đại Thiên Chúa đã đến giữa các ông. Quand l'homme fort est bien armé garde son palais, tout ce qui lui appartient est en sécurité. Khi một người mạnh được vũ trang đầy đủ canh giữ lâu đài của mình thì của cải người ấy được an toàn. Một người mạnh được vũ trang tức là armé, tức là có đủ các vũ khí, mà người này có đủ vũ khí mà canh giữ cái lâu đài của mình thì tất cả những gì thuộc về anh ta thì nằm trong cái vòng an toàn. Ở đây con xin nhắc nhở là cái chỗ này chúng ta phải phát âm, không được phát âm ký tự ơ, phải phát âm nhanh lên, không nói là Tuski ở dưới có vậy Tusodon, mà phải phát âm nhanh là Tuski, Tusodon, Tusker, nếu mà có cờ nữa Tuski, Tusker, Tusodon. Thứ cái âm C này, cái âm S này đi theo ký tự đứng trước, đi theo cái syllab đứng trước, và cái ký tự ơ này không phát âm. Mais si un plus fort survient et triomphe de lui, il lui enlève son armement auquel il se fiait et il distribue tout ce dont il l'a dépouillé. Nhưng nếu một người mạnh hơn, mạnh thế hơn đột nhập và thắng được người ấy thì sẽ tước lấy vũ khí mà người ấy vẫn tin tưởng và sẽ đem phân phát những gì đã lấy được. Một người mạnh hơn Survenir là tới một cách đột ngột rồi thắng cái người ở bên trên này, rồi lấy đi tất cả những vũ khí mà người đó tin tưởng và phân phát tất cả những gì người đó đã lột sạch được. Con xin chia sẻ hai động từ Sophie và động từ Depuyer.
Động từ surfier à, nó có giới từ à và con cũng tô màu vàng bởi vì nó cũng nằm trong cái danh sách 150 động từ mà con vừa mới nói bên trên. Nó là những cái động từ mà phản thân đặc biệt mà người ta gọi là les verbes essentiellement pronominaux. Bản thân nó là như vậy, bản thân nó là surfier và chúng ta không hề thấy động từ fier, không có động từ ngoại động từ là fier mà luôn luôn là surfier. Tin tưởng nơi, sơ phi à, tin tưởng nơi ai hay cái gì, và phản nghĩa là sơ mê phi đờ. Tin tưởng thì đi với giới từ à, không tin tưởng thì là đi với giới từ đờ, sơ mê phi đờ. Chẳng hạn như trong Matthew chương 7 câu 15, anh em hãy coi chừng các tiên tri giả, méfiez-vous des faux prophètes, méfiez-vous des, ở đây động từ sơ mê phi đi với đờ, trong khi động từ sơ phi thì đi với à. Và có một cái câu câu ngạn ngữ, chúng ta chớ có tin tưởng vào dáng vẻ bên ngoài, il ne faut pas se fier aux apparences. Đây là một câu ngạn ngữ, là câu đúc kết lại của tiền nhân, nói là cái dáng vẻ bên ngoài nhiều khi nó không có đúng như là nội tâm ở bên trong, chúng ta đừng tin tưởng vào dáng vẻ bên ngoài. Và động từ dépouiller, động từ dépouiller là ngoại động từ trực tiếp, có nghĩa là lột bỏ. Chẳng hạn chúng ta lột da một con thú, chúng ta lột vỏ một cái cây, chúng ta lột áo quần, tụi cướp á, nó lột hết áo quần đồ đạc đi, tức là sạch sẽ, không để lại một cái gì. Da con thú, rồi vỏ cây, rồi đồ đạc, rồi áo quần đã cướp, là cướp sạch. Được định nghĩa là déposséder quelqu'un en lui enlevant ce qu'il a. Déposséder là sở hữu, là chiếm hữu. Déposséder là lấy đi, tước đi cái quyền sở hữu, cái quyền chiếm hữu. Tước đoạt ai, tất cả, bằng cách lấy đi tất cả những gì mà người ấy có. Như vậy, dépouiller chúng ta dịch là lột sạch, lột bỏ, mà là lột sạch, lột không để lại một cái gì hết. Thì có cái động từ ở đây, chúng ta thấy có động từ đồng nghĩa là enlever. Enlever cũng là lấy đi, enlever cũng là lấy đi, nhưng mà lấy đi ở đây thì nó có cái nghĩa rất là chung chung. Chẳng hạn như là enlever, ở trong cái phòng mình có một cái bàn, bây giờ người khác tới lấy đi rồi thì cái phòng này hết bàn, enlever une table. Rồi trên bàn ăn có những cái đĩa bẩn, rồi người phục vụ ở trong nhà hàng họ tới họ lấy đi, chứ không phải lấy sạch, không có nghĩa là lấy sạch, chỉ lấy đi. Trong khi dépouiller là lấy không chừa lại một cái gì cả. Ví dụ chúng ta lấy cái câu ở trong Luca chương 10 câu 30, một người kia từ Jerusalem xuống Jericho, dọc đường bị rơi vào tay kẻ cướp, chúng lột sạch người ấy. Ở trong bản văn tiếng Việt dịch là lột sạch, ở trên này cũng dịch là lột sạch, chúng lột sạch người ấy, đánh như tử rồi bỏ đi, để mặc người ấy nửa sống nửa chết. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, il tomba entre les mains de brigands. Brigands là tụi cướp, qui le dépouille. Và cái tụi cướp này lột sạch cái ông này. Như vậy động từ dépouiller nó có cấu trúc là dépouiller quelqu'un de quelque chose, lột sạch ai hay lột sạch cái gì, cái cây hay là cái bàn hay cái phòng, lột sạch sẽ không để lại một cái gì hết. Nhưng mà lấy cái gì đi, tước đi, lột đi cái gì thì là de quelque chose. Do đó ở đây trong bản văn chúng ta thấy này, do có giới từ de, do đó trong bản văn của chúng ta lấy là nếu một người mạnh hơn tới và thắng được thì hắn ta sẽ lấy đi cả vũ khí mà cái ông này, cái ông trước cũng là mạnh này, ông ta tin tưởng. Rồi cái người này, sẽ phân phát tous donc il la dépouiller. Tại sao người ta dùng pronom relative đồng ở đây, là do bởi con vừa mới chia sẻ bên dưới, dépouiller quelqu'un de quelque chose. Để chúng ta viết xuống như này sẽ thấy dépouiller quelqu'un de quelque chose, lấy cái gì ra khỏi ai, thì cái này nó có giới từ đờ thì chúng ta phải thay bằng đồng, có giới từ đờ chúng ta phải thay bằng đồng. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. Ai không đi với tôi là chống lại tôi, và ai không cùng tôi thu góp thì là phân tán. Rassembler, gom nó lại, disperse là vương vãi, vung vãi nó ra, phát tán nó ra.
Con xin cảm ơn quý cha, quý sơ, quý phre và quý thầy, và con xin chào.